Dạ, các em nhỏ thì đều bị mất ba mẹ thì trong trận đại dịch Covid vừa qua. Thì em nhận nuôi các con đến năm mà các con đủ 18 tuổi. Và sau này thì các con có muốn học đại học thì em cũng bảo trợ cho các con để các con có được một cái tương lai rộng mở hơn. Và em cũng mong muốn rằng là sau này mình không chỉ dừng lại ở ba con mà em còn muốn giúp đỡ và nuôi nấng thêm được nhiều em nhỏ khác nữa. Chính vì vậy mà em luôn nỗ lực để mà có thể thành công trên bước đường sự nghiệp, để em có được cái nguồn kinh tế, có được cái tiềm lực để em có thể nuôi dưỡng được nhiều đứa trẻ hơn nữa. Cảm giác của Nhung hiện tại thì rất là bồi hồi và xúc động, và cũng rất là cảm ơn cuộc thi đã mang tới cho Nhung cũng như là các thí sinh lại có thêm một lần nữa những cơ hội, những trải nghiệm. Cũng mong rằng những cái kinh nghiệm và những cái bài học từ cuộc thi năm 2022 và đến năm nay, Nhung có thể tự tin hơn, có thể thoải mái hơn và có một cái tinh thần luôn cố gắng và nỗ lực hơn nữa để vượt qua các vòng thử thách ở trong cuộc thi và có thể chạm tới trái tim của ban giám khảo tốt hơn năm vừa qua. Với những cái mong muốn cao cả của em để tạo ra thật nhiều những cái giá trị để mang tới cho cộng đồng và xã hội, chính vì vậy em đã thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp của mình. Và trong doanh nghiệp của em có một cái quỹ gọi là quỹ bảo trợ trẻ em, và hàng tháng doanh thu của công ty trích một phần để mà có thể hoạt động được cái quỹ này, mang tới cho các em có được một cuộc sống tốt hơn. Và em mong muốn rằng doanh nghiệp của mình trong 5 năm tới sẽ phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh để có được cái nguồn kinh tế và có được những cái tiềm lực để nhân rộng cái quỹ này lên và giúp cho xã hội và bảo trợ cho các em có được một cái cuộc sống, nhiều các em có được một cái cuộc sống thoải mái hơn, để các em có thể yên tâm đến trường và giúp ích được cho đất nước cũng như là các hoạt động thiện nguyện của xã hội. Xin chào Hoàng Thị Nhung. Rất vui được gặp lại em ở đây ngày hôm nay. Và chị vui hơn nữa khi mà chị đọc hồ sơ của em thì chị thấy rằng là em đã chia sẻ giúp đỡ cho để mà nuôi ba em bé cho đến 18 tuổi sau đại dịch Covid. Thì em có thể chia sẻ hơn để cho chúng tôi được hiểu rõ hơn được không? Dạ, các em nhỏ thì đều bị mất ba mẹ thì trong trận đại dịch Covid vừa qua. Thì em nhận nuôi các con đến năm mà các con đủ 18 tuổi. Và sau này thì các con có muốn học đại học thì em cũng bảo trợ cho các con để các con có được một cái tương lai rộng mở hơn. Và em cũng mong muốn rằng là sau này mình không chỉ dừng lại ở ba con mà em còn muốn giúp đỡ và nuôi nấng thêm được nhiều em nhỏ khác nữa. Chính vì vậy mà em luôn nỗ lực để mà có thể thành công trên bước đường sự nghiệp, để em có được cái nguồn kinh tế, có được cái tiềm lực để em có thể nuôi dưỡng được nhiều đứa trẻ hơn nữa. Học sau những trải nghiệm của cuộc hành trình 2022 đã cho em được những cái kinh nghiệm, và lần này khi mà em quay trở lại thì em vẫn run nhưng mà em có phần mạnh mẽ hơn và tự tin hơn để mà có thể chia sẻ với ban giám khảo và chị Ngọc Châu ạ. Khi mà được gặp lại Nhung ở đây thì quả là một cái điều mà chị em rất là vui. Bởi vì Nhung là một cô gái mạnh mẽ và luôn nỗ lực vì ước mơ mà mình mong muốn. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả dành cho bạn. Xin cảm ơn Nhung. Với Cosmopass thì đồng nghĩa Nhung tiến thẳng vào top 60 và tiến thẳng vào vòng truyền hình thực tế cùng với Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023. Xin chúc cho bạn sẽ có một hành trình tuyệt vời cùng với Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kiều Thị Thúy Hằng và mình đến từ thủ đô Hà Nội. Số báo danh của mình là 575. Với cá nhân tôi, chúng ta vẫn nên có những ước mơ riêng cho chính mình, vì mỗi ước mơ thì sẽ là một động lực để chúng ta cố gắng và nỗ lực hơn mỗi ngày. Và ước mơ của tôi đó là trở thành một hoa hậu cũng như là trở thành một doanh nhân trong 3 năm tới. Cá nhân mình đã chứng minh được rằng là mình đã thay đổi trong quá trình vừa rồi và mình đã tôi luyện ở bản thân mình ở thời điểm hiện tại, thì chắc chắn các hành trình sắp tới Kiều Thị Thúy Hằng sẽ làm tốt hơn và làm tốt hơn nữa để có thể chạm tay được tới ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023. Với lần này quay trở lại với Miss Cosmo Việt Nam Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 thì Hằng đã đem tới một dự án liên quan đến giáo dục và trẻ em. Dự án này thì trước đấy Hằng đã và đang thực hiện được 2 đợt dự án rồi, và lần này Hằng muốn quay trở lại chương trình để có thể mở rộng dự án hơn nữa, để có thể giúp thêm nhiều các hoàn cảnh, có thể khắc phục được hoàn cảnh của các bạn ấy, cũng có thể tiếp bước đến trường cho các bạn. Và dự án lần này của Hằng đó là Tiếp Bước Đến Trường 2024. Mọi người hãy cùng ủng hộ Hằng nhé. Và hãy cùng theo dõi Kiều Thị Thúy Hằng tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 để xem tôi rèn luyện lên tôi như thế nào nhé.
Chào em, hôm nay gặp lại em rất là đẹp, rất là tự tin. Và chỉ có một câu hỏi này: người phụ nữ lãnh đạo nào mà em ngưỡng mộ và quan tâm nhất và vì sao? Về một người phụ nữ lãnh đạo thì em quan tâm nhất đó là Sắc Linh. Ở chị Linh thì chị ấy có một vẻ đẹp, vừa một nét đẹp truyền thống và chị cũng có một cái tư duy về góc nhìn rất là mở rộng, giúp em có thể học hỏi được một cách dễ hơn. Và chị thân thiện cũng như là chia sẻ với mọi người tất cả những gì mà chị đã từng làm, những cái trải nghiệm chị đó. Chị có một cái tinh thần sống rất là lạc quan và healthy. Và cái tinh thần sống ấy em cũng đang áp dụng được ở trong cuộc sống của em. Và hiện tại em cũng có các kết quả nho nhỏ sau khi mà em áp dụng được những gì mà em học. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả dành cho bạn. Phụ nữ hiện đại bây giờ là không chỉ đẹp là đủ. Mình phải có tư duy, mình phải có cái sự sâu sắc, mình phải biết bản thân mình là ai. Thì như vậy mình có thể có khả năng để tạo được ảnh hưởng trong xã hội được. Thì đối với Cathy là Cathy đặt cái tiêu chí đó rất là cao.